Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng gần 7 giờ tối ngày 18 tây tháng 2 Thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin là bây giờ vẫn trên 50.000 đô Mặc dù là chúng ta thấy được là trong dòng mấy tiếng hồ vừa qua 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiếng hồ vừa qua Bitcoin đã có dấu hiệu đi xuống và chúng ta thấy được là Bitcoin cái giá cao nhất thì đây là 52.600 Thì bây giờ Bitcoin ở mức là 51.177 Thì ở cái mức này chúng ta thấy được giá Bitcoin tuy đã có cái sự điều chỉnh nhưng mà Cũng coi như là không có điều chỉnh nhiều chúng ta thấy được chỉ xuống chỉ có vài phần trăm mà thôi Nếu chúng ta lấy cái giá của đỉnh là từ cái lúc này là 52.600 mấy Tới mức này thì các bạn thấy được là chỉ xuống chỉ có trăm mà thôi. Chúng ta thực sự vẫn chưa thấy được Bitcoin có thêm một đợt điều chỉnh nào hết sau khi mà chúng ta có đợt điều chỉnh hồi tháng 1 từ lúc mà Bitcoin lên tới 42.000 sau đó điều chỉnh xuống khoảng chừng là 31% đó là cái lần điều chỉnh đầu tiên trong cái đợt tăng trưởng này khi mà chúng ta nói về giá cả của Bitcoin và đây là một điều mà thường nên là chúng ta thấy được là trong cái đợt tăng trưởng trước đó điều chỉnh thì rất là thường xuyên nhưng mà đợt này chúng ta chỉ mới thấy một lần mà thôi Bitcoin có tiếp tục đi xuống nữa hay là không Thường nghĩ là có nhiều bạn thì mong muốn Bitcoin điều chỉnh là một chút Tại vì chúng ta đã không thấy Bitcoin điều chỉnh mạnh Chỉ mới một lần một mà thôi về cái tháng vừa rồi Và thật ra cái tháng vừa rồi đó Khi mà Bitcoin điều chỉnh Thì lúc đó giá Bitcoin điều chỉnh đi lên cũng rất là nhanh Cho nên chúng ta vẫn chưa thực sự thấy một đợt điều chỉnh nào Mà kéo dài một thời gian như là chúng ta đã thấy trước đây Và các bạn thấy được là giá Bitcoin bây giờ vẫn trên 50.000 đô thường coi như là bây giờ giá vẫn còn rất là tốt và chúng ta nhìn chung vào trong thị crypto này thì thường refresh cái này lại thì cái bạn sẽ thấy được là ngày hôm nay thì có đồng đỏ có đồng màu xanh nhưng mà chúng ta cũng thấy có nhiều màu đỏ ngày hôm nay đặc biệt chúng ta có một số những đồng tăng trưởng rất là mạnh như là đồng BNB bây giờ đã qua khỏi 213 đô rồi Ethereum thì bây giờ đã trên 1.900 đô và thật ra Ethereum cách đây không lâu hồi sáng này đã có một cái định mới chúng ta nhìn vào giá Ethereum đi thì cái giá cao nhất cái đây là 2 tiếng đồng hồ là khoảng 1952 đã gần đạt được 2.000 đô nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa qua được 2.000 đô đây là cái tình hình của Ethereum chúng ta sẽ nói thêm về Ethereum một lát nữa nhưng mà chúng ta nhìn vào thị trường nói chung thì các bạn thấy được trên refresh cái trang con gạch này các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trong vòng 24 giờ qua thì Bitcoin xuống chỉ có 2,1% mà thôi các bạn thấy là Ethereum thì lên 0,1% nhưng mà chúng ta thấy là Ethereum cũng đã đạt được đỉnh mới ngày hôm nay bây giờ giá cả vẫn trên 1.900 đô các bạn thấy là Binance Coin là một đồng mà tăng trưởng rất là mạnh các bạn thấy được Binance Coin BNB đã có sự tăng trưởng bây giờ là đã hơn 200 đô cho một đồng BNB rồi và chúng ta nhìn thêm một số thông tin liên quan tới đồng BNB thì các bạn thấy được trên refresh trang này thì các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm tăng trưởng của BNB trong vòng 30 ngày qua đã lên tới 391,8% đồng BNB đã tăng lên tới 778% thì các bạn thấy được là tại sao mà đồng Binance Coin lại tăng nhiều như vậy trong thời gian này thì có một số lý do và các bạn thấy được là cái Smart Chain của Binance như là cái bạn hợp đồng thông minh của Binance đã có nhiều sự tiến triển tốt đẹp thời gian gần đây các bạn thấy là có một số những cái dự án như là cái dự án PancakeSwap đã trở thành dự án mà có vốn hóa hơn 1 tỷ đô đầu tiên ở trên mạng lưới của Binance Chain. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái dự án này thì ngày hôm nay đã tăng 40%, bây giờ đã là 14 đô 20 cent và các bạn thấy được là trong vòng 2 tuần qua dự án này đã tăng tổng cộng là 425,8% và trong vòng 30 ngày qua đã tăng 1837% Đây là một cái dự án mà các bạn thấy được là cũng coi như là đang có một cái sự cạnh tranh đối với những cái nền tảng như là Uniswap hay là Sushi Swap ở trên mạng lưới của Ethereum thì Binance là một trong những cái mạng lưới mà chúng ta cũng thường hay nói tới các bạn cũng đã thấy được là đồng BNB là một đồng mà thường lưu trữ rất là lâu rồi cũng là một trong những đồng mà thường lưu trữ tuy là cái số lượng không nhiều bằng Ethereum nhưng mà cũng là một trong những đồng mà thường đã lưu trữ từ khi mà Binance ra đời năm 2017 cho tới bây giờ Và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và điều này rất là quan trọng tại vì trong thời gian gần đây có rất nhiều những bạn mới tham gia vào channel Thuận Khắp đồ cũng như là tham gia vào thị trường crypto này Một những điều các bạn cần phải hiểu đó chính là giá cả của crypto lên xuống rất là bất thường Cho nên không ai biết được tương lai cho nên các bạn cần phải thu thập nhiều thông tin và tự ra quyết định cho bản thân mình Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội đó, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là telegram channel facebook twitter vân vâng, đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất và các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital nhưng mà nào mà xem cái chương trình youtube này các bạn có thể là nhận được những cái ưu đãi trong đó bao gồm như là các bạn có thể nhận bonus khi mà đăng ký thông link của thuận capital hay là các bạn được giảm phí giao dịch khi mà đăng ký thông link của thuận capital cho những cái dịch vụ mà có tên tuổi như là sàn binance sàn binance us sàn Bybit, sàn Coinbase, sàn LMT, một sàn mà có copy trade là một sàn margin và các bạn cũng có thể là tham gia vào những cái ứng dụng như là ứng dụng BlockFi để là cái ứng dụng mà các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số vào để nhận lại hàng tháng hay là ứng dụng CryptoCoin đây là một cái trang web hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain thì những bạn nào có hứng thú thì cứ bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm và ở phần cuối cái video này tôi sẽ dành một ít thời gian để mà chia sẻ thêm thông tin với các bạn thì chúng ta thấy được là Binance Smart Chain mạng lưới của Binance bây giờ đã trở thành một trong những mạng lưới mà được nhiều người quan tâm đến cho nên cái sự tăng trưởng mới mạnh trong thời gian gần đây chúng ta cũng đã nói về Binance Smart Chain ngày hôm qua trong cái video và chúng ta thấy được đó là bây giờ phần lớn các bạn thấy được là mọi người bây giờ đều nghĩ là chúng ta có hai cái nền tảng bây giờ là đang nổi lên tuy nhiên các bạn thấy được nền tảng mà bây giờ có nhiều người đang sử dụng đó chính là Binance Smart Chain và chúng ta cũng đang trông chờ tình hình của Cardano sẽ như thế nào các bạn thấy được Cardano thì trong thì gần đây cũng có sự tăng trưởng rất là tốt các bạn thấy được là trong vòng 30 ngày qua đã tăng 143 và trong vòng một năm qua đã tăng 1.338 phần mặc dù là chúng ta vẫn chưa thấy được là Cardano khi mà bắt đầu có những cái hợp đồng thông minh có những ứng dụng thì lúc đó Cardano mạng lên như thế nào thì nhiều người nói là cái mạng lưới của Binance Smart Chain nhanh hơn và rẻ hơn tại vì mạng lưới này là một mạng lưới tập trung hơn là mạng lưới của Ethereum. Thật ra mà nói, đây là một trong những vấn đề mà sẽ dẫn đến nhiều cái sự tranh cãi đối với thuận thường cảm thấy là miễn là một mạng lưới mà được nhiều người sử dụng. Bây giờ các bạn thấy đưa ra khác năm 2017 một chỗ là những dự án này cần phải thấy được là người ta sử dụng được và thích sử dụng chứ không phải như trước đây chỉ cần một cái white paper. Một cái tờ giấy à, hứa hẹn mà thôi. Bây giờ năm 2021 thì dự án các bạn cần phải sử dụng được và phải có hiệu quả. Bây giờ lý do tại sao mà mạng lưới của Binance Smart Chain này được quan tâm. Không chỉ riêng là tại vì nó nhanh hơn trên giấy tờ. Mà thật sự nhiều người có thể sử dụng những cái ứng dụng như là PancakeSwap. Để mà kiếm được lợi nhuận ở trên mạng lưới của Binance Smart Chain. Cho nên mới có nhiều người sử dụng như vậy. Đây là cái tình hình. À, hiện bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi coi coi là Cardano AD sẽ như thế nào. Các bạn nghĩ sao về Binance Smart Chain khi bạn đã sử dụng PancakeSwap hay là những cái ứng dụng khác ở trên kết mạng lưới Binance Smart Chain hay chưa thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Các bạn thấy là Polkadot thì hôm nay cũng đi xuống 5,3%. Cái đó là chúng ta cũng đã nói tới XRP xuống 4,3% như bạn hỏi thuận. À, về thông tin liên quan tới XRP ra tò, thì đương nhiên XRP chưa có ra to Khi nào mà đã có thông tin thì sẽ nhất định chia sẻ với các bạn liên quan tới XRP. Litecoin hôm nay cũng xuống, các bạn thấy là phần lớn nhưng đồng lớn thì ngày hôm nay đi xuống khoảng tiền là 2 cho đến 5%, các bạn thấy được là Chainlink cũng vậy, uh, Bitcoin Cash cũng vậy, Stellar Lumen thì xuống 3,1%. Và chúng ta thấy được là có một số đồng cũng có sự tăng trưởng rất là tốt ngày hôm nay. Trong đó chúng ta có những đồng như là Raven Coin tăng 43,4%, PancakeSwap chúng ta mới vừa nói tới. Uh, MDEX đã lên 36,8%, Venus lên 32,8%, Hobby Token lên 26,6% và Binance Coin là một chiếc đồng mà rất nổi bật bây giờ đã lên 25,1% thì nói về cái tình hình ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy được là Bitcoin điều chỉnh là một điều thường nghĩ là nhiều bạn cũng đang mong đợi Nhưng mà có điều chỉnh hay không chúng ta vẫn chưa có biết tại vì các bạn thấy được là đi xuống thì không có đi xuống mạnh Hầu như đã có nhiều người đã mua từ ở nhiều cái mức các bạn thấy được chúng ta trở về cái biểu đồ của Bitcoin Thì bây giờ cái tốc độ xuống không có nhiều Các bạn thấy được là cái ngày hôm nay giá cả vẫn trên là 50.000 đô và chúng ta lại có những thông tin tốt như là các bạn thấy được là Bitcoin ETF ở Canada Purpose Bitcoin ETF là cái Bitcoin ETF đầu tiên được giao dịch ở Canada các bạn thấy được là cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF này hôm nay đã giao dịch lên tới 165 triệu đô la trong ngày đầu tiên ra mắt có thể nói là cái sự hứng thú và cái nhu cầu để mà có được một Bitcoin ETF là một nhu cầu rất lớn bây giờ và đương nhiên nói với Bắc Mỹ bây giờ thì chỉ có một nước duy nhất là có Bitcoin ETF mà thôi đó chính là Canada chúng ta thấy là vẫn chưa có Bitcoin ETF vào Hoa Kỳ và cái thông tin gần đây nhất đó chính là công ty New York Digital Investment Group hay là NYDIG cùng với lại cái ngân hàng Morgan Stanley đã cùng nhau nộp đơn để mà đề nghị SEC duyệt vào cái Bitcoin ETF đề xuất của NYDIG thì chúng ta bây giờ vẫn tiếp tục chờ đợi tại vì nhiều người tin tưởng là đây là cái đề xuất mà có khả năng được thông qua nhiều nhất chúng ta có cơ hội để thấy một cái Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ hay không? Bây giờ chúng ta thấy là Canada đã đi trước một bước và những cái vấn đề chúng ta đã nghe nói trước đây, những cái vấn đề liên quan tới Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ tại sao không được thông qua liên quan tới là việc làm giá của Bitcoin liên quan tới lưu trữ Bitcoin như thế nào thì những cái vấn đề đó bây giờ được giải quyết hay là chưa? Tại vì chỉ cần là có Bitcoin ETF thôi các bạn sẽ thấy được là giá sẽ tăng rất là mạnh tại vì đây là một chiến công cụ rất là quen thuộc với những nhà đầu tư chứng khoán bây giờ chúng ta thấy được không có Bitcoin ETF thì mọi người chỉ có thể là đầu tư gián tiếp vào trong những quỹ đầu tư như là GBTC, Grayscale hay là quỹ đầu tư của công ty Bitwise mà thôi chúng ta không thể nào đầu tư thẳng vào một cái Bitcoin ETF và đây là điều mà tôi nghĩ là sớm muộn mà thôi chúng ta sẽ có Bitcoin ETF vấn đề là khi nào chúng ta có Bitcoin ETF và đương nhiên hôm nay Bitcoin điều chỉnh thì nhiều bạn sẽ muốn biết là bây giờ tình hình của NUPL như thế nào Thì để không refresh NUPL lại, các bạn thấy được là tình hình NUPL bây giờ thì cái chỉ số đã bắt đầu là nguội lên một chút Tại vì giá không tiếp tục tăng trưởng như hôm nay Thì ở cái mức là 51.649 thì cái chỉ số NUPL là 0.73 Đương nhiên chúng ta không muốn thấy cái chỉ số là 0.75 Tại vì lúc đó thì cái đường này sẽ chuyển thành màu xanh dương, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi, thì một số bạn hỏi thuận là những cái chỉ số như thường thường hay chia sẻ đó, NUPL hay là RHLL hay là Pumotable. Những cái chỉ số này đã thường có đi vào cái dùng báo hiệu đỉnh cùng một lúc hay là không của năm 2017. Thì thường sẽ dành thời gian để mà chia sẻ thêm về vấn đề này trong một cái video sau. Hiện bây giờ thì các bạn thấy là cái chỉ số gần có dấu hiệu đỉnh nhất vẫn là chỉ số NUPL và ngày hôm nay thì cái chỉ số NUPL này đã không có tiếp tục tăng trưởng mà có cái sự đi hàng ngang. Đây là điều mà chúng ta muốn thấy. Cho nên rất nhiều bạn đang mong đợi Bitcoin có một cái sự điều chỉnh đi xuống một chút chứ không tiếp tục tăng trưởng mạnh nữa. Nhưng mà đối với tình hình bây giờ thì chúng ta rất là khó đoán và chúng ta thấy được là nhìn vào một tài liệu khác đây chính là cái tài liệu Coinbase Premium Index. Đây là cái chỉ số chênh lệch giữa sàn Coinbase và sàn Binance cho mọi người đã biết thì có một thông tin tôi muốn chia sẻ với bạn đó là chúng ta đã thấy được là ngày hôm nay khi đã xác nhận là cái sàn mà công ty Tesla dùng để mua Bitcoin đó chính là sàn Coinbase Pro. Đây là một sàn mà những cá voi sử dụng bây giờ cho nên nhiều bạn hỏi thường là làm sao chúng ta biết được là những cá voi thu mua Bitcoin trên Coinbase Pro? Tại vì các bạn thấy được là gần đây À, công ty Tesla hay là công ty Michael chỉ được sử dụng sàn Coinbase Pro Cho nên sàn Coinbase Pro bây giờ là một sàn mà nhiều công ty lớn tin tưởng Để có thể thu mua số lượng lớn Bitcoin mà không ảnh hưởng đến giá cả thị trường quá nhiều Và đã confirm ngày hôm nay là cái sàn mà được sử dụng bởi công ty Tesla là sàn Coinbase Mỗi lần mà chúng ta thấy là cái đường màu đỏ này mà tăng lên đó, Có nghĩa là cái sự chênh lật giá của sàn Coinbase và sàn Binance rất nhiều Có nghĩa là... Bitcoin trên sàn Coinbase mắc hơn sàn Binance có nghĩa là có rất nhiều lực mua ở trên sàn Coinbase là một dẫn chứng là có nhiều cá voi thì chúng ta thấy được là cái chỉ số này cũng có sự tăng trưởng tối ngày hôm qua nhưng mà cách đây không lâu các bạn thấy được là chỉ số này đã đi vào có dùng âm thì bây giờ chúng ta lại không thấy cái lực mua đến từ những cá voi nữa trong thời gian mấy tiếng đồng hồ vừa qua đây là cái thông tin mới nhất thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta cũng sẽ tiếp tục theo dõi những cái tài liệu này và đương nhiên có gì thay đổi thường sẽ chia sẻ với các bạn trên những cái mạng xã hội